Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Đảng trưởng tự rút súng bắn vào chân mình khi nhóm lọ. Ngày 28 tháng 4, blog Lê Quốc Quân trên VOA bình luận vũ khí pháp quy đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo tác giả chính trường Việt Nam, chưa bao giờ xáo trộn dữ dội như bây giờ. Có rất nhiều đồng đoán xung quanh sự việc, nhưng dân chỉ biết đến thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương với nội dung gần như giống nhau cho tất cả những người vi phạm. Con người là khác nhau về xuất thân, tính cách, vị trí công tác và hành vi vi phạm, nhưng đảng chỉ dùng một form để đưa ra cho công chúng. Vẫn theo tác giả, cũng vì tính đồng phục trong quản lý báo chí đã khiến tin đồn và báo chí phi chính thống tha hồ bình luận, dẫn dắt và suy đoán. Và rồi, mọi nỗ lực tìm hiểu đều dẫn đến các quy định của đảng. Và đây là hình bài trên VOA. Chưa bao giờ đảng công khai sử dụng các công cụ nội bộ để hạ bệ hàng loạt nhân vật cao cấp của nhà nước một cách chóng mặt Trước đôi mắt tròn xoe của nhân dân như bây giờ, có lẽ cũng chưa bao giờ sự chuyên chính tung ra những cú phản công dứt điểm và nảy lửa vào khái niệm nhà nước pháp quyền và sự độc lập của nền tư pháp như hiện nay. Tác giả cho rằng, càng bế tắc về lý luận soi đường, Đảng càng cực đoan chui sâu vào lý luận, đồng thời xây dựng hệ thống văn bản cho riêng mình, song hành cùng một hệ thống vi phạm pháp luật của nhà nước. Bộ ba đao kiếm được tung ra gần đây nhất để để hạ bệ nhau là Quy định số 8 ngày 25 tháng 10 năm 2018 về trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm. Quy định số 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Tác giả cho hay, tất cả các quy định này đều khá ngắn, vừa mơ hồ vừa cụ thể như những vũ khí vô cùng ảo diệu trong đánh nhau, có khả năng phình to, thu nhỏ. Lúc cần thì tạo độ bao phủ lớn, sức công phá mạnh, nhưng cũng có thể khoanh vùng, đánh nhẹ và sâu chỉ cần trúng một mục tiêu nhỏ. Tác giả nhận xét, quy trình đánh một mục tiêu, ban đầu đảng sử dụng quy định 37 dựa vào 19 điều đảng viên không được làm để xác định hành vi vi phạm. Tiếp đến, đảng sử dụng quy định số 8 về trách nhiệm nêu gương của đảng viên để quy trách nhiệm gây dư luận xấu và ảnh hưởng đến uy tín của đảng. Rồi cuối cùng, rút ra quy định số 41 buộc phải từ chức hoặc đối mặt với pháp lực của nhà nước và đây là hình đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng để làm được điều đó Bộ Công An luôn theo dõi và khởi tố bắt tạm giam các lãnh đạo công ty sân sau thu thập bằng chứng để sẵn và tiến hành mặt cả cần nhẹ thì bỏ qua nếu cương thì thọc lên khai trừ bắt xét xử kết án tù theo luật hình sự tác giả nhận định lẽ ra các văn bản này chỉ là công cụ nội bộ của đảng để giám sát và kỷ luật lẫn nhau trong đảng nhưng Điều 1 quy định số 41 ghi rõ, áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, nghĩa là áp dụng cho toàn bộ đất nước trên mọi vị trí mà đảng viên đang nắm giữ, dù là vị trí dân sự được dân bầu. Như vậy tác giả đánh giá, bằng quy định nội bộ của mình, Đảng đã tước lấy quyền lực trong tay nhân dân, tự chọn cho nhân dân những người lãnh đạo từ cấp thôn cho đến chủ tịch nước. Đảng đã ngang nhiên đứng trên pháp luật Việt Nam, cao hơn ý chí và nguyện vọng của nhân dân tự chọn rồi lại tự phế trước. Nhân dân chỉ biết đứng nhìn như xem tivi mà không được biết lý do. Tác giả bình luận, đã một thời Việt Nam nói rất nhiều về xây dựng nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp, nhưng nó thực sự đã bị quy định của Đảng và cả các tác phẩm của ông trọng chặn đứng lại. Tác giả kết luận, với tư cách là đảng trưởng, ông đã tự rút súng bắn vào chân mình khi nhóm lửa. Ông không thể ngờ được rằng hàng loạt ủy viên bộ chính trị có thể ra đi và toàn bộ bộ máy cán bộ công chức như đóng băng vì sợ như bây giờ. Nghiêm trọng hơn, nhân dân và doanh nghiệp sẽ luôn tự hỏi điều gì đang xảy ra trong hội kính đó và tương lai thực sự sẽ ra sao. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đảng trưởng tự rút súng bắn vào chân mình khi nhóm lọ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Công an Việt Nam bắt liên tiếp hai người theo Điều 331. Ngày 26 tháng 4, AFA tiếng Việt Loan Tình, Facebooker Dương Hồng Hiếu bị bắt sau khi chỉ trích thượng tọa thích chân quan. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ngày 26 tháng 4 đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu, 46 tuổi, về cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo khoản 2, điều 331 của Bộ luật hình sự vì chỉ trích một chức sắc cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và đây là hình hai bản tin liên tiếp về các vụ bắt giữ trên AFA. AFA dẫn tin từ báo mạng Kiên Giang cho hay, từ năm 2020 đến nay, ông Hiếu đã sử dụng các danh khoản mạng xã hội Dương Hồng Hiếu, Dương Hiếu và Phù Dung để tự kêu oan đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và nhiều cá nhân tu sĩ chức sắc trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Báo chí nhà nước cũng cho biết, trước khi bị bắt, ông Hiếu đã bị cơ quan chức năng mời làm việc nhiều lần về các bài đăng của mình và ông này đã làm cam kết không tái phạm về hành vi tương tự. Tuy nhiên sau đó ông Hiếu vẫn tái diễn hành vi vi phạm. AFA cho biết trên trang Facebook Dương Hồng Hiếu với hình ảnh của ông Hiếu trong quân phục sĩ quan quân đội và quần áo dân sự, có nhiều bài viết chỉ trích các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. AFA dẫn giới thiệu của Cổng Thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Chân Quang là Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chánh của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức tôn giáo thành viên của mặt trận tổ quốc Việt Nam. Và đây là hình ông Dương Hồng Hiếu. Theo AFA, trong nhiều năm qua, nhà sư này có nhiều bài giảng đăng tải trên mạng xã hội, có nội dung gây tranh cãi về nhiều vấn đề xã hội như cúng dường, nhân quả. Thậm chí ông này còn cho rằng hành động chủ động tấn công ba châu của Triều Tống ở Trung Hoa vào năm 1075 đến năm 1076 của danh tướng Lý Thường Kiệt là hỗn vì Trung Quốc là anh, còn Việt Nam là em. AFA cho biết thêm, trong bài đăng một ngày trước khi bị bắt, ông Hiếu bày tỏ sự tin tưởng vào các lãnh đạo Việt Nam như Phan Văn Giang, Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai và Tô Lâm. Bên cạnh việc chỉ trích các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, ông Hiếu còn lên tiếng về việc phá hủy di tích lịch sử Chùa Phù Dung và di sản văn hóa núi rừng Bình Sang ở xã Bình Sang, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Hai ngày sau, khi ông Dương Hồng Hiếu bị bắt, Công an Việt Nam lại bắt thêm một người khác ở Hà Nội cũng theo Điều 331 và đây là hình ông Dương Minh Cường. AFI tiếng Việt loan tin ngày 28 tháng 4 cho hay ông Dương Minh Cường 28 tuổi, ngụ tại số 5 ngách 35 ngõ 164 Hồng Mai, Quỳnh Loi, Hai Bà Trưng, Hà Nội bị bắt theo cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Vẫn theo AFA, Công an Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 đã cho truyền thông nhà nước biết biện pháp vừa nêu đối với ông Dương Minh Cường. Trước khi bắt ông Cường, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của ông. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cũng đã phê chuẩn các biện pháp của phía công an. AFA cho biết thêm, tin không nêu rõ những hoạt động và hành vi nào mà ông Dương Minh Cường đã thực hiện khiến ông bị bắt theo cáo buộc của Công an Hà Nội. Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam lâu nay bị các tổ chức theo dõi nhân quyền cho là mơ hồ mà chính phủ Hà Nội sử dụng nhằm bịt miệng những công dân bày tỏ ý kiến cá nhân của họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Công an Việt Nam bắt liên tiếp hai người theo điệu 331. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới